video binh quyền Israel lùng sục địa đạo dài hàng trăm mét của Hamas. Hezbollah tập kích vào lãnh thổ Israel. Giải các gia hứng chịu hàng trăm quả bom nặng hàng tấn có độ sát thương cao. Quan chức Ukraine thừa nhận tình hình rất tồi tệ trong xung đột với Nga. Triển vọng từ cuộc điện đàm quân sự cấp cao Mỹ Trung kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại Israel, có một đạo quân đặc biệt mang mật danh Oket, chủ yếu để chống khủng bố và được gọi là những trợ thủ không thể mua chuộc, đó là những chiến binh bác dưới sự hỗ trợ của đơn vị binh khuyển Oket. Vừa qua, binh sĩ Israel đã phát hiện và đột kích một địa đạo của Hamas ở phía nam Gaza City. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa qua công bố video chó nghiệp vụ của lực lượng O'Kes chạy dọc đường hầm dài hàng trăm mét trong hệ thống địa đạo phức tạp của Hamas ở khu vực Isa phía nam Gaza City. Trước đó, O'Kes K9 Unit được biết đến là một trong những đạo quân bí mật và được vị nể nhất của Israel. Đây chính là mật danh của đạo quân chó béc dê của quân đội Israel. Trên cánh cổng nơi đồn trú của K9 Unit cũng là trường huấn luyện các chiến binh đặc biệt có gắn biển hiệu phía trên là đôi cánh màu đỏ và ở giữa là chiếc đầu của con béc dê với hai chiếc răng nanh nhô ra trông giống như cái nọc hay gợi nhớ đến chiếc dao găm. Tại đây các chuyên gia sẽ hàng ngày huấn luyện, đào tạo chó béc dê phục vụ cho nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn các âm mưu khủng bố cũng như làm sao hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người do bọn khủng bố gây ra. Sau khi được huấn luyện thành thạo, những trợ thủ không thể mua chuộc sẽ tham chiến, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong những tình huống nguy hiểm, những con chó béc dê sẽ tác chiến độc lập không cần có người đi kèm. Đơn vị này được thành lập vào năm 1974 để chống lại sự gia tăng các cuộc tấn công khủng bố vào Israel. Theo video chó nghiệp vụ của lực lượng OKS được IDF vừa qua công bố, camera gắn trên cơ thể chó nghiệp vụ cho thấy đường hầm dẫn tới phòng liên lạc chỉ huy, kho chứa vật tư, nơi ẩn náu cùng hạ tầng điện nước bên trong địa đạo. Quân đội Israel cho hay địa đạo là công trình nhiều tầng bên dưới thành phố. Một sĩ quan có biệt danh Thiếu tá A, chỉ huy đơn vị binh khuyển, cho biết OCAS okay, huấn luyện và sử dụng một vài giống chó, chủ yếu là Becgie nhưng một số giống được giữ bí mật. Binh khuyển được chia làm 3 nhóm chính: chó chiến thuật chuyên xác định kẻ thù, chó phát hiện chất nổ chuyên tìm kiếm thuốc nổ, mìn, và chó tìm kiếm cứu hộ, hoạt động quan trọng trong cuộc chiến ở Israel và Gaza. Hơn nữa, tại Israel, nam nữ thanh niên muốn gia nhập lực lượng đặc biệt làm chỉ huy của chó Becgie thì phải viết đơn tình nguyện. Nếu như ai đó không yêu động vật thì không thể nào trở thành người chỉ huy của chó được. Quá trình đào tạo người chỉ huy của chó cũng lắm công phu. Trong 4 tháng đầu tiên, người này được huấn luyện các kiến thức cơ bản như những người lính thuộc binh chủng khác. Sau đó là 14 tháng học chuyên ngành cùng với các chiến binh bốn chân. Nếu như thời hạn nghĩa vụ quân sự tại Israel là 3 năm, thì thời gian đào tạo người chỉ huy chó đã mất gần một nửa thời gian. Bên cạnh việc tuyển người, thì chó béc dê cũng được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Chỉ những con thuần chủng, khỏe mạnh, thuộc giống béc dê của Đức, Bỉ hay Hà Lan. Số tiền để đào tạo một chiến binh bốn chân cũng khá tốn kém từ 2.000 đến 15.000 euro. Đây cũng là một trong những lý do để đạo quân đặc biệt được vị nể. Thưa quý vị, một phân tích của đài CNN và công ty trí tuệ nhân tạo Syntheta X cho thấy Israel đã thả những quả bom lớn xuống giải Gaza trong tháng đầu tiên của cuộc xung đột Israel-Hamas. Nhiều quả trong số đó có khả năng sát thương người ở cách xa 1.000 feet, hơn 304 mét. Hình ảnh vệ tinh từ những ngày đầu của xung đột ở Gaza cho thấy hơn 500 hố va chạm có đường kính trên 12 mét, phù hợp với đặc điểm của hố va chạm do những quả bom nặng 2.000 bao tạo ra. Những quả bom này nặng gấp 4 lần so với những quả bom lớn nhất mà Mỹ thả xuống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Mosul, Iraq. Theo các chuyên gia về vũ khí và chiến tranh, việc các quả bom nặng cả tấn như vậy được sử dụng rộng rãi là nguyên nhân làm số người chết ở giải Gaza tăng vọt. Dân số ở Gaza tập trung đông đúc hơn nhiều so với hầu hết những nơi khác trên thế giới. Vì vậy, việc sử dụng những vũ khí hạng nặng sẽ để lại ảnh hưởng sâu sắc cho vùng đất này. Ông John Chappell, chuyên gia pháp lý của tổ chức phi chính phủ Civic, có trụ sở tại Washington, Mỹ, một tổ chức tập trung vào việc giảm thiểu thiệt hại dân sự trong xung đột cho biết, việc sử dụng những quả bom nặng 2.000 pound ở một khu vực đông dân cư như Gaza có nghĩa là sẽ mất hàng thập kỷ để cộng đồng phục hồi tờ New York Times của Mỹ cho biết, trong giai đoạn 6 tuần đầu chiến sự, IDF đã thường xuyên sử dụng loại bom khổng lồ với trọng lượng lên tới 2.000 pound, tương đương hơn 900 kg và có sức công phá lớn để tấn công vùng đất này. Chỉ riêng khu vực Nam Gaza, ảnh vệ tinh đã ghi lại được 208 hồ lớn được cho là do các quả bom khổng lồ loại này gây ra. Cũng theo nguồn tin này, kể từ đầu chiến sự đến nay, quân đội Mỹ đã chuyển cho quân đội Israel hơn 5.000 quả bom khổng lồ mang mã hiệu MK-84. Israel phải hứng chịu những áp lực quốc tế do quy mô tàn phá ở Gaza. Ngay cả Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel cũng chỉ trích việc Israel ném bom bừa bãi vào Gaza. Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF tối ngày 22 tháng 12 thông báo chiến dịch tấn công bộ binh vào khu vực phía Bắc giải Gaza sắp kết thúc với việc IDF đang tiến tới giành toàn quyền kiểm soát khu vực này. Theo đó, trọng tâm chiến dịch bộ binh tại Gaza giai đoạn tới sẽ tập trung vào khu vực trung tâm và phía nam Gaza. Trước đó, trong bước đi phù hợp với tuyên bố này, IDF kêu gọi người dân khu vực trung tâm Gaza di chuyển xuống phía nam để tránh bị thương vong trong hoạt động chiến sự tiếp theo của IDF. Theo số liệu của cơ quan y tế Palestine, chiến dịch tấn công tổng lực bằng cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh của Israel vào Gaza từ ngày mùng 7 tháng 10 đến nay đã khiến hàng chục nghìn người chết và hàng chục nghìn người bị thương và người mất tích. Hầu hết thương vong là dân thường và đây là số thương vong lớn nhất do chiến sự gây ra tại vùng đất này trong 7 năm qua. Trong khi đó, một báo cáo vừa công bố của Liên hợp quốc cảnh báo chiến dịch bao vây và tấn công của quân đội Israel vào Gaza đang khiến cho hơn nửa triệu người, tương đương 1 tư dân số Gaza đối mặt nguy cơ chết đói cận kề. Liên quan đến tình hình cứu trợ nhân đạo, Nhà chức trách Ai Cập cho biết, kể từ đầu chiến sự tại Gaza, đến nay, các quốc gia và tổ chức quốc tế đã chuyển đến bán đảo Sinai của Ai Cập 340 chuyến bay cùng 6 chuyến tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo để chuyển cho người dân Gaza. Hầu hết số hàng hóa này đã được chuyển vào Gaza thông qua cửa khẩu quốc tế Rafah dưới sự điều phối quốc tế. CNN dẫn thông cáo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết một lính do thái đã thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương nặng vì vụ tấn công xuyên biên giới của nhóm vũ trang Hezbollah từ Liban vào gần thị trấn Shtula ở miền bắc Israel. IDF cho biết đã bắn trả Hezbollah, đồng thời nã pháo vào các khu vực ở Liban. Họ xác định là nguồn hỏa lực nhằm vào Israel. Theo các quan chức do thái, một máy bay chiến đấu của IDF cũng tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah và một địa điểm quân sự của nhóm. Hezbollah đã ra tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tập kích vào lãnh thổ Israel. Nhóm tiết lộ đã thực hiện đòn tấn công trực tiếp bằng tên lửa và pháo binh nhằm ủng hộ người dân Palestine. Hezbollah coi khu vực Shomera gần thị trấn Shtula là ngôi làng Liban bị chiếm đóng. Sau khi Israel thâu tóm kiểm soát vùng này vào năm 1948, nhóm thống kê đã mất 121 tay súng kể từ khi gia tăng các vụ đụng độ với quân đội Do Thái ở miền nam Liban. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Liban đã bắn ít nhất 20 quả rocket và tên lửa chống tăng từ miền nam Liban sang khu vực miền bắc Israel. Đây được coi là một trong những đợt tập kích tên lửa có quy mô nhất từ miền nam Liban sang lãnh thổ Israel kể từ khi giao tranh bùng phát qua biên giới giữa Hezbollah và IDF hồi đầu tháng 10. IDF cũng cáo buộc phong trào Hezbollah tại miền nam Liban đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng vào 4 địa điểm khác nhau ở miền bắc Israel. IDF cũng tấn công phủ đầu một số vị trí của Hezbollah gần đường biên giới nhằm ngăn chặn khả năng nhóm này mở thêm các cuộc tấn công mới vào Israel. Trong một thông báo, một người phát ngôn IDF nêu rõ với sự hiện diện của Hezbollah, khu vực miền Nam Liban hiện được coi là vùng chiến sự, đồng nghĩa với việc IDF có thể tiến hành các hoạt động chiến đấu cần thiết tại đây. Nhiều người Israel coi Hezbollah là mối đe dọa an ninh lớn hơn Hamas và tin rằng một cuộc chiến mới ở Liban là điều không thể tránh. Sau cuộc đột kích của Hamas Hezbollah đã bắn phá các ngôi làng biên giới và triển khai các đội biệt kích qua biên giới với Israel. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng động thái của nhóm vũ trang dường như chỉ nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine, chứ không nghiêm trọng đến mức kích động xung đột. Giới lãnh đạo Hezbollah từ chối đưa ra một lần danh đỏ cụ thể về thời điểm gia tăng hoạt động quân sự chống Tel Aviv, chỉ nói sẽ phản ứng tùy thuộc vào hành động của Israel tại giải Gaza và khu vực biên giới với Liban. Họ nhiều lần nói rằng các cuộc tập kích của nhóm vào lãnh thổ Israel chỉ nhằm giảm áp lực lên giải Gaza, phản đối việc Israel gây thương vong cho dân thường ở giải đất này. Tuy nhiên, lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah cũng đe dọa có hành động đáp trả tương xứng để báo thù cho mỗi dân thường Liban thiệt mạng vì đòn tấn công của Israel ở biên giới. Hội đồng Bảo an vừa thông qua nghị quyết 2720 do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE bảo trợ với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng của Mỹ và Nga nghị quyết kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ luật pháp quốc tế trong đó có luật nhân đạo quốc tế tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp an toàn và không bị cản trở một cách trực tiếp cho dân thường palestine ở giải gaza trả tự do cho các con tin ngay lập tức và vô điều kiện nhanh chóng thiết lập một cơ chế của liên hợp quốc để đẩy nhanh các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến gaza thông qua các quốc gia không tham gia vào cuộc xung đột đồng thời đảm bảo rằng hàng viện trợ đến được với người dân ở khu vực này Hội đồng Bảo an yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bổ nhiệm một điều phối viên nhân đạo và tái thiết cấp cao, chịu trách nhiệm tạo điều kiện, điều phối, giám sát và xác minh các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại giải Gaza. Trong phát biểu đưa ra sau đó, Tổng thư ký Guterres bày tỏ hy vọng nghị quyết 2720 sẽ góp phần cải thiện hoạt động cung cấp hàng cứu trợ và nhu yếu phẩm tới Gaza. Ông cũng nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn nhân đạo là con đường duy nhất để chấm dứt cơn ác mộng mà người dân tại vùng lãnh thổ này đang phải gánh chịu. Đáng chú ý, tại cuộc bỏ phiếu lần này, dù không ủng hộ nghị quyết song Mỹ đã không dùng quyền phủ quyết. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield nói rằng, kể từ khi xung đột bùng phát giữa lực lượng Hamas và Israel, Mỹ đã cố gắng góp phần giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo, thúc đẩy hàng cứu trợ vào Gaza giải phóng các con tin, thúc đẩy bảo vệ thường dân và các nhân viên nhân đạo, đồng thời nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông. Cuộc bỏ phiếu nói trên đã nhiều lần bị trì hoãn từ hôm 18 tháng 12 tới nay do các bên chưa đạt được đồng thuận và cần có thêm thời gian để tiếp tục tham vấn. Hồi đầu tháng 12, Mỹ đã phủ quyết dự thảo nghị quyết kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza. Mỹ cho biết có thể ủng hộ một dự thảo sửa đổi, trong đó yêu cầu cả Israel và Hamas cho phép sử dụng tất cả tuyến đường có thể để vận chuyển hàng nhân đạo đến giải Gaza. Hôm 21 tháng 12, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Mỹ vẫn đang tích cực phối hợp với các đối tác tại Liên Hợp Quốc để thảo luận về nội dung cũng như ngôn từ trong bản dự thảo nghị quyết sửa đổi. Ngoài ra, các nước cần có thêm thời gian để thảo luận về một vấn đề mà văn kiện sửa đổi đưa ra. Đó là việc các nước kêu gọi Liên Hợp Quốc giám sát hoạt động đưa hàng viện trợ vào giải Gaza và nước nào sẽ tham gia hoạt động giám sát này. Trong khi đó, các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn mới đi kèm với việc trả tự do cho các con tin đã diễn ra ngày thứ hai liên tiếp tại Cairo, Ai Cập. Các cuộc đàm phán này được tiến hành thông qua các đối tác trung gian nước ngoài. Thủ lĩnh phong trào Hamas, ông Ismail Haniyeh cũng đã đến Cairo ngày 20 tháng 12 để đàm phán thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza và trao đổi con tin với Israel. Trong khi đó, các nước đóng vai trò trung gian gồm Ai Cập và Qatar trước đó đã có cuộc gặp riêng rẽ với Israel, Hamas và các nhóm khác. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cho biết các cuộc đàm phán về việc trao trả con tin vẫn đang diễn ra, song không cung cấp thêm chi tiết. Ngoại trưởng Anh David Cameron ngày 21 tháng 12 đã kêu gọi lệnh ngừng bắn lâu dài nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì viện trợ nhân đạo vào giải Gaza. Ngoại trưởng Anh Cameron đã đưa ra thông điệp này tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Cairo với người đồng cấp Ai Cập Sameh Sukri. Ngoại trưởng Cameron bày tỏ mong muốn cuộc xung đột giữa Hamas và Israel kết thúc sớm nhất có thể. Ông nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn bền vững là cần thiết, giúp chặn đứng giao tranh và mở đường cho các cuộc đàm phán để tìm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Quan chức Nhà Trắng cáo buộc Iran liên quan chặt chẽ các vụ tấn công tàu hàng do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện gần đây. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrian Watson nói ngày 22 tháng 12 rằng chúng tôi biết rằng Iran đã tham gia sâu vào hoạt động lên kế hoạch cho các hành vi nhằm vào tàu hàng tại Biển Đỏ chúng tôi không có lý do gì để tin rằng Iran đang cố gắng ngăn Houthi thực hiện hành vi liều lĩnh này. Nhà Trắng cho biết, Mỹ phát hiện một số đặc điểm tương đồng giữa máy bay không người lái UAV KAS-04 do Iran chế tạo với phương tiện Houthi dùng để tập kích tàu hàng, cũng như một số đặc điểm chung giữa tên lửa của Iran và loại mà Houthi sử dụng. Lực lượng Houthi cũng phụ thuộc vào hệ thống giám sát hàng hải của Iran. Iran chưa bình luận về thông tin trên. Lầu Năm Góc cho biết Lực lượng Houthi đã thực hiện hơn 100 vụ tập kích bằng UAV và tên lửa nhằm vào 10 tàu hàng. Hoạt động này khiến Mỹ thành lập lực lượng hải quân chuyên trách với hơn 20 nước tham gia để bảo vệ tàu hàng đi qua Biển Đỏ. Tuy nhiên, theo kênh Al Jazeera, cả Liên minh này lẫn Houthi đều muốn tránh căng thẳng gia tăng vượt khỏi tầm kiểm soát. Để đối phó với Houthi, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 13 người bị cáo buộc tài trợ cho Houthi. Mỹ cũng đã tập hợp liên minh hàng hải để cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ. Các thành viên khác gồm có Anh, Pháp, Italy, Canada, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Seychelles và Bahrain. Chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen đã lên án các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ là hành vi chiếm đoạt chủ quyền. Nhưng theo Nicolas Bramfield, một nhà nghiên cứu về Yemen, chính phủ nước này đang ở tình thế khó khăn vì không muốn bị coi là ủng hộ Israel. Trong khi đó, Iran, nước hậu thuẫn chính cho lực lượng Houthi, vẫn thận trọng với các bước đi có thể dẫn đến mở một cuộc xung đột ở Gaza sang khu vực rộng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Iran cũng có ảnh hưởng hạn chế với Houthi. Ông Leonora Adermagni, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Italy, IFPI, nói với Al Jazeera, họ có một số mục tiêu chung với Iran, nhưng chúng ta không nên đánh giá quá cao sức ảnh hưởng mà Iran có đối với Houthi. Hai bên có kế hoạch riêng. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa qua đã phá hủy mạng lưới đường hầm lớn kết nối tới nhà ở, văn phòng và nơi ẩn náu của các thủ lĩnh cấp cao Hamas ở Gaza dưới quảng trường Palestine. Ngày 21 tháng 12, báo Tham of Israel dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, họ đã phá hủy mạng lưới đường hầm lớn của Hamas dưới quảng trường Palestine ở thành phố Gaza đồng thời tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi chiến thắng. Được biết, mạng lưới đường hầm này kết nối tới nhà ở, văn phòng và nơi ẩn náu của các thủ lĩnh cấp cao Hamas, bao gồm thủ lĩnh cánh quân sự Muhammad Deib và Yahya Sinwa, quan chức hàng đầu của Hamas ở Gaza. Trong hệ thống đường hầm có khu sinh hoạt, kho lương thực và nước uống, cho thấy kế hoạch của Hamas ẩn náu tại các địa điểm này trong thời gian dài. Theo IDF, Mạng lưới đường hầm rộng lớn này đã được các thủ lĩnh cấp cao của Hamas sử dụng khi tiến hành cuộc tấn công vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Quốc vương Abdullah của Jordani đã đưa ra cảnh báo việc Israel tiếp tục cuộc xung đột ở Gaza sẽ gây ra hậu quả thảm khốc đối với khu vực. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại tuyên bố giao tranh ở Gaza sẽ không dừng lại cho đến khi loại bỏ Hamas. Lựa chọn mà ông Netanyahu đưa ra cho Hamas là đầu hàng hoặc chết. Lữ đoàn Ezzedin Al-Qasam, một cánh quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas, lại cho biết mục tiêu của Israel chắc chắn sẽ thất bại. Ngày 21 tháng 12, Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đang đẩy người dân tại giải Gaza đến bờ vực nạn đói. Theo hệ thống giám sát nạn đói toàn cầu do Liên Hợp Quốc bảo trợ, toàn bộ người dân Gaza đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói, với hơn 500.000 người đang bị thiếu ăn. Trong tuyên bố đăng trên mạng X, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffith cho biết các cơ quan hữu quan đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về tình trạng thiếu thốn và tàn phá mà người dân tại giải Gaza phải hứng chịu trong thời gian qua. Ông Griffith đồng thời nhấn mạnh đến tính khẩn cấp trong việc thúc đẩy viện trợ nhân đạo khi hàng viện trợ càng chậm trễ thì nạn đói, bệnh tật càng nghiêm trọng hơn tại vùng lãnh thổ này bày tỏ quan ngại trước thực trạng đáng lo ngại tại gaza ông griffith nhận định bất chấp lời kêu gọi chỉ trích những tổn thất về người cũng như sự tàn phá khủng khiếp cuộc xung đột khốc liệt như vậy vẫn diễn ra tại vùng lãnh thổ này và là vết nhơ không thể gột rửa được giao tranh tiếp diễn khiến việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo khó khăn hơn theo liên hợp quốc số lượng xe chở hàng viện trợ vào gaza thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng ngày trước cuộc xung đột bùng phát Lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 21 tháng 12 thông báo đã giành toàn quyền kiểm soát khu vực Seyaya, một trong những đô thị trọng yếu tại phía bắc giải Gaza và là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa IDF và lực lượng Hamas những ngày qua. Theo đó, sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, Sư đoàn Bộ binh số 36 của IDF đã triệt tiêu toàn bộ khả năng kháng cự của Hamas tại Seyaya, bao gồm việc loại khỏi vòng chiến đấu nhiều tay súng và vô hiệu hóa nhiều hầm ngầm dưới các trường học, bệnh xá, khu dân cư. Nhiệm vụ tiếp theo của IDF tại khu vực này là mở rộng phá hủy các cơ sở hạ tầng của Hamas quanh Seyaya và tiêu diệt các phần tử kháng cự còn ẩn nấp ở đây. Trong một thông báo khác, IDF xác nhận có thêm hàng chục quân nhân bị thương trong các hoạt động chiến đấu mới nhất 24 giờ qua tại Gaza. Trong số này, có các binh sĩ bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch. Về phần mình, Lữ đoàn Cảm tử Al-Qasam Cánh vũ trang chủ lực của Hamas tuyên bố đã bắn chết 19 lính Israel trong các cuộc giao tranh mới nhất tại Gaza. Ngoài ra, nhóm này còn tấn công trực diện 7 phương tiện chiến đấu hạng nặng của quân đội Israel, trong đó phá hủy hoàn toàn một số phương tiện. Về căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban, IDF cáo buộc phong trào Hezbollah tại miền nam Liban đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng vào 4 địa điểm khác nhau ở miền bắc Israel, khiến một số dân thường bị thương. IDF đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các vị trí của hezbollah ở miền nam Liban bao gồm các địa điểm khởi phát các cuộc tấn công của hezbollah các công trình và cấu trúc quân sự IDF cũng tấn công phủ đầu một số vị trí của hezbollah gần đường biên giới nhằm ngăn chặn khả năng nhóm này mở thêm các cuộc tấn công mới vào israel trong một thông báo một người phát ngôn IDF nêu rõ với sự hiện diện của hezbollah khu vực miền nam Liban hiện được coi là vùng chiến sự đồng nghĩa với việc idf có thể tiến hành các hoạt động chiến đấu cần thiết tại đây bên cạnh đó quân đội israel trước đó cho biết phát hiện một trung tâm chỉ huy lớn của hamas ở gaza trong khi các cuộc đàm phán đang có tín hiệu xuất hiện trở lại quân đội israel cho biết tiếp tục phát hiện được trung tâm của mạng lưới ngầm rộng lớn được hamas sử dụng để vận chuyển vũ khí binh lực và vật tư khắp giải gaza israel nói việc phá hủy các đường hầm là mục tiêu chính của cuộc tấn công cụ thể quân đội Israel tuyên bố phát hiện ra các văn phòng, đường hầm và thang được các thủ lĩnh cấp cao của Hamas sử dụng. Họ công bố các đoạn video về các văn phòng ngầm và còn tuyên bố đã tìm thấy một chiếc xe lăn của chỉ huy quân sự ngầm của Hamas, Mohamed Deib, người không xuất hiện trước công chúng trong nhiều năm. Người phát ngôn của quân đội, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói, tất cả họ đều sử dụng cơ sở hạ tầng này thường xuyên. Trong các trường hợp khẩn cấp, và cả khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 7 tháng 10. Theo người phát ngôn, các đường hầm trải dài khắp Gaza và dẫn vào các bệnh viện lớn. AP cho biết chưa thể xác minh các tuyên bố này. Theo truyền thông Israel, thủ lĩnh của Hamas ở Gaza là Yahya Sinwa đã hai lần suýt bị lực lượng phòng vệ Israel IDF bắt giữ trong những ngày gần đây. Yahya Sinwa được cho là đang ẩn náu trong các đường hầm bên dưới thành phố Khan Younis phía nam Gaza, trong khi lực lượng Israel tham gia giao tranh dữ dội tại thành phố này và đã chọc thủng một số công trình ngầm khi cố gắng truy lùng Yahya Sinwa và các thủ lĩnh khác của Hamas. Yahya Sinwa cũng được cho là đã giàn dựng cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào miền nam Israel. Các thông tin được đưa ra khi lãnh đạo cao nhất của Hamas đến Ai Cập để đàm phán một lệnh ngừng bắn tạm thời và một thỏa thuận mới nhằm trao đổi con tin Israel với những người Palestine bị Israel cầm tù. Ngày 21 tháng 12, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, Houthi tấn công vào phúc lợi kinh tế và sự thịnh vượng của các quốc gia trên thế giới, trở thành kẻ cướp dọc theo tuyến đường quốc tế là Biển Đỏ. Theo ông Ryder, hơn 20 quốc gia đã gia nhập liên minh do Mỹ dẫn đầu ở khu vực. Liên minh sẽ đóng vai trò như một đội tuần tra trên Biển Đỏ và Vịnh Aden, hỗ trợ nếu cần cho tàu hàng đi qua tuyến hàng hải quốc tế này. Trước đó, Mỹ đã thông báo lập liên minh 10 nước tên gọi chiến dịch bảo vệ thịnh vượng OPG để ứng phó các vụ tập kích của Houthi nhằm vào tàu hàng ở Biển Đỏ. Các thành viên ban đầu gồm Mỹ, Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha, Hy Lạp và Australia sau đó thông báo sẽ triển khai nguồn lực để hỗ trợ liên minh. Cũng trong ngày 21 tháng 12, phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Cairo với người đồng cấp Anh David Cameron, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Sokri cho biết Quốc gia Bắc Phi này hiện đang phối hợp với các quốc gia giáp Biển Đỏ để đảm bảo hoạt động giao thông hàng hải tại vùng biển này, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen vẫn không ngừng tấn công các tàu đi qua Biển Đỏ. Ông Sokri nhấn mạnh, tất cả các quốc gia giáp Biển Đỏ cần chia sẻ trách nhiệm bảo vệ tự do hàng hải và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận kênh đào Suez của Ai Cập. Ngoại trưởng Sokri cho biết, ông đã thảo luận người đồng cấp anh Cameron về những diễn biến liên quan đến Biển Đỏ đồng thời nói thêm Ai Cập sẽ phối hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự do vận chuyển hàng hóa và chống lại mọi tác động nảy sinh. Về phần mình, ông Cameron cho hay anh tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu với mục đích đảm bảo tuyến đường biển này được thông suốt. Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh an ninh hàng hải và quyền tự do đi lại của tàu thuyền là vô cùng quan trọng. Điều này quan trọng không chỉ đối với Ai Cập và nước Anh mà còn quan trọng đối với toàn thế giới. Hồi đầu tuần này, Mỹ đã thông báo kế hoạch thành lập liên minh hải quân đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen liên tục tấn công các tàu chở hàng trong thời gian qua. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, lực lượng Houthi đã thực hiện hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào 10 tàu chở hàng đi qua Biển Đỏ. Trong một diễn biến khác cùng ngày, trong cuộc gặp ở Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Ngoại trưởng Anh Cameron khẳng định hai nước phản đối việc di rời người Palestine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn xung đột ở Gaza lan rộng sang các vùng khác trong khu vực. Tổng thống el-Sisi nêu rõ cộng đồng quốc tế cần phải hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc liên quan đến tình hình ở Gaza nhà lãnh đạo Ai Cập cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế làm việc nghiêm túc và quyết tâm nhằm đạt được giải pháp công bằng và toàn diện cho vấn đề Palestine thông qua việc thực hiện giải pháp hai nhà nước. Tổng thống Ai Cập và Ngoại trưởng Anh cũng nêu bật sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn bền vững và cung cấp đủ viện trợ đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân ở dài Gaza. Thưa quý vị, theo Reuters dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp mở đường cho Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tài chính giúp Nga trốn tránh lệnh trừng phạt. Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, lệnh hành pháp này là một phần trong chiến dịch chấn áp rộng rãi hơn của Mỹ đối với việc trốn tránh lệnh trừng phạt, cũng mang lại cho Washington khả năng mở rộng lệnh cấm nhập khẩu đối với một số hàng hóa của Nga như hải sản và kim cương. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22 tháng 12 đã ký một xác lệnh hành pháp đe dọa trừng phạt những tổ chức tài chính giúp Nga lách các lệnh cấm vận. Theo Reuters, chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng, bất kỳ ai ủng hộ nỗ lực chiến tranh bất hợp pháp của Nga đều có nguy cơ mất quyền truy cập vào hệ thống tài chính Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh trong một tuyên bố sau khi Tổng thống Biden ký xác lệnh hành pháp nói trên. Các quan chức Mỹ cấp cao giấu tên cho hay, xác lệnh hành pháp mới được Tổng thống Biden ban hành với sự phối hợp của các đồng minh một trong những quan chức cấp cao Mỹ cho biết thêm, xác lệnh hành pháp mới cung cấp cho Washington và các đồng minh các công cụ để nhắm vào những mạng lưới mà Moscow đang cố gắng thiết lập nhằm phá vỡ biện pháp cấm vận thông qua việc sử dụng công ty bình phong. Mỹ đã nhiều lần cảnh báo các công ty không nên lách like các lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên Nga và đã nhắm vào những công ty ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc mà Washington cáo buộc đã giúp Moscow tránh được các biện pháp cấm vận. Theo Reuters. Tổng thống Biden có động thái mới như trên trong bối cảnh nguồn tài trợ của Mỹ dành cho viện trợ quân sự cho Ukraine sắp cạn kiệt và Mỹ cùng các đồng minh đang tìm kiếm những cách thức mới để làm chậm chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Cùng ngày, đại sứ Nga tại sứ cờ hoa, ông Anatoly Antonov cho rằng việc Mỹ đe dọa đối tác của Nga bằng biện pháp trừng phạt mới đã chặn đứng hoàn toàn khả năng khôi phục đối thoại mang tính tôn trọng giữa hai bên. Ông Anatoly Antonov nêu rõ hầu hết các biện pháp trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ công bố đều nhắm vào tổ chức ở các nước thứ ba, người ta có thể thấy rõ ý đồ hăm dọa các đối tác của chúng tôi, thúc đẩy họ cắt đứt quan hệ đôi bên cùng có lợi với Nga dưới sự phô trương của các khẩu hiệu địa chính trị. Mỹ dường như không hiểu hoặc không muốn hiểu rằng qua những hành động đó, họ đang góp phần đẩy nền kinh tế thế giới vào tình trạng phân mảnh, cũng như làm suy yếu vị thế quyền lực của đồng đô la Mỹ trong mắt các quốc gia ở Nam bán cầu và thậm chí là các vệ tinh của Mỹ. Trước đó, ngay sau khi Mỹ công bố biện pháp trên, Telegram của Đại sứ quán Nga dẫn lời ông Antonov nêu rõ ý tưởng trừng phạt của Washington gây thêm thiệt hại cho quan hệ song phương. Về cơ bản, chúng loại bỏ mọi khả năng khôi phục tiến trình đối thoại mang tính tôn trọng lẫn nhau giữa các cường quốc. Ngay cả đối với danh sách rút gọn gồm các chủ đề và Nga và Mỹ vẫn có thể chia sẻ các quan điểm tương đồng. Tuyên bố nhấn mạnh, các chiến lược gia địa phương không thể bình tĩnh, ngay cả trước thềm kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Một lần nữa, Nhà Trắng cố gắng thể hiện tham vọng dáng đòn thất bại chiến lược đối với Nga kể cả trong lĩnh vực kinh tế. Họ đang ngày càng chống chất thêm nhiều biện pháp trừng phạt trong những nỗ lực vô ích hòng chặn đứng chiều hướng phát triển ổn định của nền kinh tế Nga và cản trở kế hoạch quân sự của chúng tôi ở Ukraine. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật Ủy quyền Quốc phòng NDAA năm 2024, cho phép chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục 886 tỷ đô la Mỹ, đi kèm theo đó là các chính sách như viện trợ cho Ukraine. NDAA đã được Quốc hội Mỹ thông qua vào tuần trước Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua với 87 phiếu thuận và 13 phiếu chống, trong khi Hạ viện bỏ phiếu ủng hộ với tỷ lệ 310 phiếu thuận và 118 phiếu chống. Đạo luật trên liên quan đến việc tăng lương cho quân nhân, mua tàu chiến và máy bay, cho đến các chính sách như hỗ trợ cho các đối tác nước ngoài. Đạo luật dài gần 3.100 trang này kêu gọi tăng lương 5,2% cho quân nhân và tăng tổng ngân sách quốc phòng thêm khoảng 3% lên 886 tỷ đô la Mỹ. NDAA năm nay cũng bao gồm việc gia hạn thêm 4 tháng cho một điều luật quy định về hệ thống giám sát điện tử ở nước ngoài đối với người nước ngoài sắp hết hạn, vốn bị các nhóm bảo mật chỉ trích mạnh mẽ. Chương trình này cho phép các cơ quan an ninh của Mỹ thực hiện các chương trình giám sát điện tử thông qua việc theo dõi thư điện tử, email của những người không phải là công dân Mỹ ở nước ngoài mà không cần xin lệnh của tòa án. Với việc thông qua NDAA mới, chính quyền của Tổng thống Biden được cho là sẽ đầu tư tăng cường năng lực quân sự nhằm cạnh tranh với Trung Quốc và Nga đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ và gian đe tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương với các đồng minh như Anh và Australia. Văn kiện này cũng bao gồm sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine với các mục tiêu viện trợ đến cuối năm 2026, trong đó có việc phân bổ 300 triệu đô la Mỹ cho Kiev. Tuy nhiên, con số này quá ít ỏi so với gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ mà ông Biden từng yêu cầu quốc hội phê duyệt, hiện vẫn chưa đạt được đồng thuận. Theo CBS News, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hỏi các đồng minh và cố vấn về khả năng chọn Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời Trump, làm ứng viên phó Tổng thống, người sẽ đồng hành tranh cử với ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Các nguồn tin của CBS News cho biết phản hồi về ý kiến này khá tiêu cực. Nhiều đồng minh của ông Trump đang nỗ lực ngăn chặn khả năng chiến dịch tranh cử của Trump, Haley thành hình. Là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cựu thống đốc Nam Carolina bà Haley đã giành được chỗ đứng trong các cuộc thăm dò cử tri gần đây. Một cố vấn hàng đầu của ông Trump nói với CBS News rằng bà có thể đứng thứ ba hoặc thậm chí thứ hai ở bang Iowa so với các ứng viên khác. Tuy nhiên, ông Trump cũng từng chỉ trích đối thủ khi cho rằng các cuộc thăm dò mà bà Haley đạt kết quả tốt là giả mạo. Ông cũng khẳng định mình không lo lắng về Haley với tư cách đối thủ. Trong khi đó, bà Haley ca ngợi thành tích cao của mình trong các cuộc thăm dò, tuyên bố đang tăng cường đối đầu với ông Trump Cuộc thăm dò mới nhất của CBS News cho thấy bà Haley đang thu hẹp khoảng cách với ông Trump ở bang New Hampshire, ở mức 29% so với 44%, nhưng cựu tổng thống vẫn dẫn đầu ở bang Iowa. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi thất bại trong việc giành được nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020, đang được xem là một trong các ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Từ khi rời nhiệm sở đến khi bắt đầu chiến dịch tranh cử mới, ông Trump phải đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý chủ yếu liên quan đến vụ việc nhiều người biểu tình ủng hộ ông tràn vào tòa nhà quốc hội và gây leo thang bạo lực. Tòa án tối cao bang Colorado hôm 19 tháng 12 tuyên bố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không đủ điều kiện vào Nhà Trắng theo một điều khoản của Hiến pháp Mỹ. Tòa loại ông Trump khỏi tư cách ứng viên cho cổ bỏ phiếu sơ bộ bầu cử Tổng thống của bang, một diễn biến chưa từng có có thể ảnh hưởng đến cuộc đua giành vị trí đứng đầu Nhà Trắng của cựu Tổng thống. Hàng chục vụ kiện đã được đệ trình trên toàn quốc nhằm loại Trump khỏi phiếu bầu theo mục 3 của tu chính án, bản sửa đổi hiến pháp thứ 14. Điều khoản cấm bất cứ ai từng tuyên thệ ủng hộ hiến pháp và rồi sau đó lại tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại hiến pháp, quay lại chính phủ. Ông Trump được cho là có liên quan đến vụ nổi dậy ở tòa nhà quốc hội hôm mùng 6 tháng 1 năm 2021. Được biết, cho đến nay, các ứng viên muốn tham gia tranh cử Tổng thống đã lộ diện, trong đó Đảng Cộng Hòa có 6 người, sẽ phải tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của đảng để chọn ra một ứng viên duy nhất. Các ứng viên Đảng Cộng hòa gồm cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, 77 tuổi, cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, 51 tuổi, thống đốc bang Florida Ron DeSantis, 45 tuổi, cựu doanh nhân đầu tư và giám đốc điều hành công nghệ sinh học Vivek Ramaswamy, 38 tuổi, cựu thống đốc bang New Jersey Chris Christie, 61 tuổi và cựu thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson. 73 tuổi. Đảng Dân Chủ dồn toàn lực cho đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, 81 tuổi. Ngoài ra, còn một số ứng viên tự do là nhà hoạt động Marianne Williamson, 71 tuổi, nghị sĩ Dean Phillips, 54 tuổi, nhà hoạt động chống vaccine Robert F. Kennedy, 69 tuổi, học giả Cornel West, 70 tuổi, bác sĩ Jill Stein, 73 tuổi. Khi được hỏi liệu ông có từ bỏ quyền lực một cách hòa bình vào cuối nhiệm kỳ 2 như quy định trong Hiến pháp Mỹ, nếu tái đắc cử hay không. Tổng thống Trump đã nói sẽ chuyển giao quyền lực hòa bình vào cuối nhiệm kỳ 2. Ông Trump nhắc lại cuộc bầu cử năm 2020 khi cựu tổng thống thất bại trước đối thủ đảng Dân Chủ Joe Biden rằng cuộc bầu cử đó đã bị gian lận và chúng tôi có nhiều bằng chứng, nhưng dù sao thì tôi cũng đã chuyển giao quyền lực, ông Trump nói. Một câu hỏi khác bạn nên hỏi phía bên kia là liệu họ có tiếp tục gian lận bầu cử không, vì đó là điều duy nhất có thể khiến chúng tôi thua. Cựu tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố có gian lận trong hệ thống bầu cử Mỹ năm 2020, nhưng không đưa ra bằng chứng rõ ràng. Đây được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 khi người ủng hộ ông xông vào tòa nhà quốc hội để cản trở quy trình xác nhận ông Biden đắc cử. Những tuyên bố về gian lận đã bị các tòa án, chính quyền bang và cả quan chức trong chính quyền ông Trump khi đó bác bỏ. Giới phê bình tuyên bố rằng ông Trump đóng vai trò trong việc kích động vụ tấn công trên nhằm vào khu trung tâm chính trị của nước Mỹ tại thủ đô Washington và khuyến khích những người ủng hộ mình ra tay sau khi ông thất cử. Do đó, tòa án bang Colorado đã xóa tên ông Donald Trump khỏi phiếu bầu cử sơ bộ vào ngày 19 tháng 12, một động thái chưa từng có tiền lệ và gây bất ngờ hàng đầu trong các cuộc đua vào Nhà Trắng. Bề ngoài, đây là một diễn biến lớn, tuy nhiên thực tế không đơn giản như vẻ bề ngoài đó. Nếu phán quyết trên trụ được, thì những cử tri ở Colorado sẽ đơn giản là không thể bầu ông Trump làm Tổng thống Mỹ, ngay cả khi phần còn lại của nước Mỹ bầu ông Trump làm nguyên thủ Mỹ. Bốn trong số bảy thẩm phán của Tòa án Tối cao Colorado nói rằng hành động của ông Trump vào năm 2021 là sự tham gia tình nguyện trực tiếp và quá mức vào hoạt động nổi loạn. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ đã thẳng thừng bác bỏ bất cứ dính líu nào vào vụ bạo loạn chấn động đó. Ông Trump đã phản bác lại phán quyết của tòa và tuyên bố chính đương kim Tổng thống Biden mới là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Các thẩm phán Colorado có thể đã giúp bảo đảm tên của ông Trump sẽ xuất hiện trên lá phiếu bầu cử sơ bộ. Đó là vì họ đã đình lại việc quyết định của mình cho tới ngày 4 tháng 1 năm 2024, chờ đợi một đơn kháng cáo lên tòa tối cao của Mỹ và điều này có những tác động lan tỏa lớn. Cuộc bầu cử sơ bộ giống như một cuộc bầu cử mini quy định ứng viên thuộc mỗi đảng mà bang này hậu thuẫn. Nếu đơn kháng cáo được đệ trình lên tòa án tối cao Mỹ vào ngày 4 tháng 1, điều này gần như là chắc chắn, thì tòa án tối cao Colorado đã nói rằng phiếu bầu sơ bộ sẽ tiếp tục được yêu cầu phải chứa tên của Tổng thống Trump chờ một quyết định cuối cùng. Trong trường hợp ông Trump giành thắng lợi trong bầu cử sơ bộ và sau đó trở thành ứng viên của Đảng Cộng Hòa, thì sẽ xuất hiện tình huống bất thường nếu người dân Colorado không thể bỏ phiếu cho ông Tuy nhiên, ngay cả khi cơn ác mộng xảy ra với ông Trump, ông vẫn có thể cười lớn tự tin. Nếu ông Trump bị gạch tên hoàn toàn khỏi bầu cử sơ bộ và bầu cử tổng thống tại Colorado và không ai trong số 6 triệu người của bang này có thể bỏ phiếu cho ông thì ông vẫn có thể đắc cử tổng thống vào tháng 11 năm 2024. Đó là do hệ thống bầu cử tổng thống ở Mỹ khá phức tạp, trong đó việc lựa chọn tổng thống được quyết định không chỉ dựa vào tổng phiếu của cử tri phổ thông mà còn cả phiếu của đại cử tri đoàn. Dẫn báo cáo của nhà báo Paul John Gemmer của tờ Guild của Đức, hãng thông tấn TASS đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine viết tắt là AFU đang rơi vào tình thế khó khăn với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân lực để vận hành xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức chế tạo. Bằng chứng là các cơ sở huấn luyện của Đức, nơi binh sĩ Ukraine được đào tạo để vận hành xe tăng Leopard 2 chỉ có một nửa lực lượng. Chúng tôi nghe được từ Đức rằng chỉ có khoảng một nửa số ghế tại các trung tâm huấn luyện vận hành xe tăng Leopard 2 đang được sử dụng nhà báo John Gemmer nói. Và lưu ý rằng, lực lượng vũ trang Ukraine cũng không có đủ người để tham gia khóa huấn luyện này. Tình trạng thiếu nhân lực vận hành xe tăng xảy ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở miền đông Ukraine, đặc biệt là ở Adipka, thuộc vùng Donetsk. Một trận chiến xe tăng hiếm hoi giữa hai bên đã diễn ra hồi đầu tháng này, nhấn mạnh tầm quan trọng của những chiếc xe tăng hạng nặng. Ukraine đã nhận được một loạt xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard từ các đối tác trong NATO, bao gồm một số biến thể của xe tăng Leopard có nguồn gốc từ Đức. Một liên minh xe tăng gồm các nước châu Âu vận hành những chiếc xe tăng này đã tiến hành huấn luyện binh sĩ Ukraine điều khiển xe tăng này. Các binh sĩ trước đây thường quen sử dụng xe tăng thời Liên Xô. Hồi tháng 8 năm nay, có thông tin cho rằng, theo một phần của chương trình huấn luyện cấp tốc được tổ chức để bắt kịp cuộc phản công của Kiev, một số binh sĩ Ukraine phải tham gia đào tạo 12 giờ một ngày, 6 ngày một tuần, suốt 6 tuần. Tuy nhiên, Chính quyền Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Ngoài xe tăng Leopard A26 mà Đức bàn giao cho Ukraine, Bộ Quốc phòng Đức hồi tháng 2 cho biết họ đang hợp tác với Đan Mạch và Hà Lan để tặng ít nhất 100 xe tăng Leopard 1A5 đã được tân trang lại cho Ukraine. Đức đã loại xe tăng chạy bằng diesel nặng 42 tấn khỏi biên chế vào những năm 2000. Tuy nhiên, một a 5 được cho là vũ khí đóng góp mạnh mẽ và quyết đoán cho quân đội Ukraine. Vào tháng 11, tại thủ đô Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỷ euro cho Ukraine. Gói viện trợ này sẽ bao gồm một hệ thống phòng không tiên tiến, IRIS-T của Đức. Đức nằm trong số những quốc gia đóng góp lớn nhất vào việc viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ lúc Nga khởi động các hoạt động quân sự ở Ukraine. Berlin là nhà cung cấp quân sự lớn thứ hai cho Kiev sau Mỹ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Viện Kien, Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine 42,1 tỷ euro, còn Đức đã gửi Ukraine tổng cộng 17,1 tỷ euro. Thông tin về gói viện trợ này được đưa ra trong giai đoạn khá nhạy cảm của Ukraine, khi Kiev phải vận động mạnh mẽ để thuyết phục các đồng minh phương Tây duy trì sự ủng hộ. Thưa quý vị, Phó Tổng biên tập của tờ báo Đức Bill cho biết, trái ngược với quan điểm màu hồng của chính quyền Kiev về xung đột với Nga, các quan chức cấp cao Ukraine thừa nhận tình hình rất tồi tệ. Theo nhà báo Đức, những quan chức đã trò chuyện riêng với ông đều xác định rất rõ những vấn đề lớn mà Kiev đang phải đối mặt như đạn dược, tuyển quân, áp lực ngày càng tăng từ phía Nga, đặc biệt tại thời điểm này họ thấy rất ít cơ hội cho những nỗ lực phản công của Ukraine. Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X ngày 22 tháng 12, Paul Ronzheimer, phó tổng biên tập tờ Bit tiết lộ, ông đã dành 3 ngày ở Ukraine gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umirov cũng như các quan chức cấp cao khác của chính phủ và quân đội nước này. Ông Ronsheimer viết, những phát biểu của họ ngày càng ít trùng khớp với bức tranh được công bố chính thức trong các cuộc họp báo và phỏng vấn, gần đây nhất là của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo nhà báo Đức, những quan chức đã trò chuyện riêng với ông đều xác định rất rõ ràng một số vấn đề lớn đối với Kiev và tại thời điểm này họ thấy rất ít cơ hội cho những nỗ lực phản công của Ukraine. Họ cũng đánh giá, thời gian đang đứng về phía Moscow và những câu chuyện từ tiền tuyến gần như không thể chịu đựng được. Ông Ron tin các quan chức Ukraine nên nói những điều này một cách công khai vì không có gì khác sẽ giúp ích được. Ông đồng thời cho rằng châu Âu và đặc biệt là Đức sẽ phải làm nhiều hơn thay vì ít đi vào năm 2024 để hỗ trợ Kiev. Theo đài RT, tiết lộ của nhà báo Đức phù hợp với quan điểm của một số nghị sĩ Ukraine đã trao đổi với tờ The Times of London của Anh. Theo một bài báo đăng tải, Roman Kostenko, thành viên Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, tin chiến thắng ở tiền tuyến cực kỳ khó xảy ra. Ông Kostenko cũng bày tỏ hoài nghi bất kỳ loại vũ khí phương Tây chuyển giao nào có thể giúp Kiev lật ngược tình thế. Sviatoslav Jurat, một nghị sĩ khác của Ukraine, mô tả các cuộc giao tranh với quân đội Nga là đau đớn. Ông nhấn mạnh, người Ukraine nên hy vọng điều tốt nhất, nhưng cũng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất năm 2023 bắt đầu với những kỳ vọng cao của Kiev và phương Tây về cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, năm 2023 đã kết thúc với những thất vọng cho Ukraine trên chiến trường khi tinh thần chiến đấu của binh lính ngày càng suy giảm và những lo ngại gia tăng về việc Mỹ và đồng minh cắt viện trợ. 22 tháng kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Nga đã kiểm soát 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine và trong năm vừa qua, khoảng 1.000 km tiền tuyến hầu như không có sự dịch chuyển. Giới quan sát phương Tây cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chơi trò câu giờ khi đặt cược rằng sự ủng hộ của Mỹ và châu Âu cho Ukraine sẽ dần suy giảm do những chia rẽ chính trị trong nước và sự mệt mỏi vì cuộc xung đột kéo dài, cũng như ảnh hưởng từ các điểm nóng khác trên thế giới, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Trung Đông. Tình hình chính trị quốc tế có thể mang lại lợi thế lớn cho Tổng thống Putin sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm tới. Mỹ vốn là nguồn cung quân sự lớn nhất cho Ukraine, nhưng hiện tại một số nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã công khai tuyên bố sẽ hạn chế sự hỗ trợ cho cuộc xung đột này. Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát được công bố vào tháng 11 vừa qua, gần một nửa công chúng Mỹ được hỏi tin rằng Washington đang dành quá nhiều tiền cho Ukraine. Ông Charles Kupchan, học giả cấp cao tại Hội đồng Đối ngoại ở Washington nhận định tình hình chính trị ở cả hai bờ Đại Tây Dương đều đang thay đổi sự đoàn kết xuyên đại tây dương vẫn vững chắc nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ kéo dài mãi các nhà phân tích cho rằng lập trường đang dần thay đổi này có thể mang lại lợi thế cho nga giữa bối cảnh moscow đang tìm cách buộc kiev phải chấp nhận một thỏa thuận bất lợi để chấm dứt xung đột matthew bologer học giả về chương trình nga và á âu tại chatham house ở london đánh giá đây là một năm thuận lợi nếu không muốn nói là một năm tuyệt vời cho tổng thống putin các lệnh trừng phạt phương Tây mặc dù có tác động nhất định nhưng không thể làm sụp đổ nền kinh tế Nga. Các lực lượng của Moscow vẫn chi phối chiến trường khi hệ thống phòng thủ kiên cố của nước này với những bãi mìn kéo dài tới 20 km đã cản bước tiến công của Kiev trong nhiều tháng. Cuộc phản công của Ukraine được tiến hành trước khi các lực lượng hoàn toàn sẵn sàng. Chiến dịch này thậm chí bị cho là một nỗ lực chính trị vội vàng nhằm thể hiện rằng sự hỗ trợ của phương Tây có thể thay đổi diễn biến xung đột chuyên gia Marina Myron thuộc khoa nghiên cứu quốc phòng của cao đẳng Hoàng gia Luân Đôn đánh giá. Theo bà, những kỳ vọng vào cuộc phản công thật thiếu thực tế, nó đã biến thành một thất bại. Các công tố viên Ukraine ngày 22 tháng 12 thông báo, giám đốc một trong các cơ quan của Bộ Quốc phòng Ukraine đã bị bắt. Họ cho biết quan chức này đã xây dựng hệ thống để mua đạn pháo cho quân đội với giá cao và bị nghi biển thủ hàng triệu đô la Mỹ. Sau khi khám xét nơi ở của quan chức này, các điều tra viên phát hiện những bằng chứng liên quan. Giới chức Ukraine chưa công bố danh tính về thông tin chi tiết về quan chức này. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cùng ngày cho biết quan chức nói trên vào tháng 12 năm 2022 đã ký thỏa thuận với một công ty xuất khẩu đặc biệt để mua đạn pháo từ một hãng sản xuất cho quân đội Ukraine bất chấp cơ quan mua sắm của Bộ Quốc phòng Ukraine, sau đó ký hợp đồng mua đạn trực tiếp từ cùng nhà sản xuất với thời gian bàn giao ngắn hơn và chi phí thấp hơn. Các bên liên quan vẫn thực hiện thỏa thuận từ trước với công ty xuất khẩu đặc biệt. SBU cho biết gần 40 triệu đô la Mỹ đã được chuyển vào tài khoản của công ty trung gian nước ngoài. Số tiền này đã vượt quá 30% giá sản phẩm theo hợp đồng trực tiếp với hãng sản xuất. Cuộc điều tra đang diễn ra, thủ phạm sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm. Ukraine đối mặt với loạt tham nhũng bê bối trong những tháng qua, trong đó có một số vụ liên quan đến Bộ Quốc phòng, giới chức đang điều tra việc mua thực phẩm và quân trang với giá cao cũng như về cung cấp áo chống đạn không đạt chuẩn. Trong khi đó theo AFP, cảnh sát Nga vừa qua cũng đã bắt giữ phó giám đốc cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, ông Oleg Frolov với cáo buộc biển thủ 4,3 triệu euro. AFP hôm 23 tháng 12 dẫn thông báo từ Ủy ban điều tra Nga cho hay Ông Frolov và hai nghi phạm khác đã bị khởi tố về tội lừa đảo quy mô lớn. Cũng theo thông báo trên, ông Frolov đã sử dụng chức vụ chính thức của mình để tham gia một âm mưu phạm tội cùng với hai đồng phạm khác. Trong khi thực hiện hợp đồng, họ đã lấy trộm quỹ được phân bổ theo ngân sách trong quá trình mua thiết bị. Ủy ban điều tra nga kết luận trong thông báo cho biết thêm, ông Frolov sẽ bị giam giữ để chờ xét xử. Roscosmos được xem là niềm tự hào quốc gia với người dân nga khi thúc đẩy các chương trình không gian của đất nước. Cơ quan này từng hỗ trợ các cơ quan hàng không vũ trụ nước khác, trong đó có cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA, đưa phi hành gia ra, ra trạm không gian. Trong nhiều năm qua, Roscosmos bị cho là đã gặp khó khăn về tài chính và hứng chịu hàng loạt vụ bê bối tham nhũng, cũng như những trục trặc kỹ thuật như vụ thăm dò Luna 25 bị mất kiểm soát và đâm vào mặt trăng trong tháng 8. Tuy nhiên, Nga vẫn đang lên kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình để thay thế dần trạm vũ trụ quốc tế ISS và khôi phục chương trình mặt trăng. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua ký vào dự luật ngân sách quốc phòng cho phép chi tiêu quân sự mỗi năm là 886 tỷ đô la Mỹ, bao gồm viện trợ Ukraine và cạnh tranh với Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Dự luật này chính là đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA vốn được Quốc hội Mỹ thông qua trước đó. Dự luật NDAA dài gần 3.100 trang sẽ giúp tăng cường năng lực của Bộ Quốc phòng Mỹ trong cạnh tranh với Trung Quốc và Nga trong vũ khí siêu thanh và hạt nhân, thực hiện một số hợp phần của đối tác an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với Anh và Australia và chuyển hàng trăm triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel. Nội dung dự luật cũng bao gồm khoản chi để tăng 5,2% lương cho binh sĩ Mỹ, chế tạo 9 tàu hải quân mới, các sáng kiến ứng phó củng cố năng lực tác chiến tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang chú ý, luật này bao gồm điều khoản cấm Tổng thống Mỹ đơn phương rút khỏi NATO mà không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc một đạo luật của Quốc hội. Điều khoản này nhấn mạnh cam kết của Quốc hội Mỹ đối với Liên minh NATO, đặc biệt là sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát từ tháng 2 năm ngoái. Dự luật NDAA đánh dấu gói ngân sách quốc phòng có giá trị lớn nhất lịch sử Mỹ, tăng khoảng 3% so với năm ngoái. Dự luật NDAA vượt qua cửa ải tại Thượng viện bất chấp các nỗ lực ngăn cản của một số nghị sĩ Cộng hòa cực hữu. Cả hai viện của Quốc hội Mỹ thống nhất dự luật NDAA sau thời gian dài đàm phán, sự khác biệt trong các phiên bản dự luật NDAA giữa Hạ viện và Thượng viện được giải quyết thông qua một loạt các đề xuất qua lại hoặc thông qua một ủy ban bao gồm các thành viên của lưỡng viện. NDAA được xem là một trong những văn bản lập pháp được Quốc hội Mỹ thông qua mỗi năm. Kể từ thập niên 1960, thể hiện trọng tâm chính sách quốc phòng và phân bổ ngân sách chi tiêu mua sắm trang thiết bị của lầu năm góc. Năm ngoái, hai đảng dân chủ và cộng hòa đạt được thống nhất về NDAA vào đầu tháng 12, dự luật chính thức được tổng thống Joe Biden ký duyệt vào ngày 23 tháng 12 năm 2022. Reuters cũng lưu ý, đạo luật này đưa tên một số công ty pin của Trung Quốc vào danh sách không đủ điều kiện để Bộ Quốc phòng Mỹ mua sắm trong kế hoạch tài chính mới, đạo luật cũng gia hạn sáng kiến viện trợ an ninh Ukraine tới cuối năm 2026, cho phép phân bổ 300 triệu đô la Mỹ cho sáng kiến này trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2024 và năm tiếp theo. Một trong những điểm đáng chú ý khác của kế hoạch trên là việc cấm Tổng thống Mỹ đơn phương rút khỏi tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo đó, bất kỳ Tổng thống nào muốn rút khỏi NATO cũng cần phải có đủ 2 phần 3 số phiếu tán thành ở Thượng viện. Tuy nhiên, đạo luật này chỉ bật đèn xanh cho kế hoạch chi tiêu, chứ không phân bổ thực tế đối với bất kỳ khoản tiền cụ thể nào. Tờ Guardian của Anh dẫn thông báo của Điện Kremlin, nhấn mạnh Nga không bao giờ để yên cho bất kỳ quốc gia nào tịch thu tài sản của mình, Đồng thời sẽ xem xét những tài sản của phương Tây có thể bị tịch thu để trả đũa trong một kịch bản như vậy. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc họp báo hôm ngày 22 tháng 12 nhấn mạnh rằng hành vi này sẽ giáng một đòn nghiêm trọng vào hệ thống tài chính quốc tế và nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ bảo vệ các quyền của mình trước tòa án và thông qua các biện pháp khác Trước đó vào ngày 21 tháng 12, tờ New York Times Mỹ dẫn nguồn thạo tin cho biết Nhà Trắng đã bắt đầu các cuộc thảo luận khẩn cấp với đồng minh về việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng chúng để giúp đỡ Ukraine. Các quốc gia phương Tây hiện đang nỗ lực bật đèn xanh cho các gói viện trợ mới cho Kiev. Nguồn tin của New York Times tiết lộ, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đang âm thầm phát đi tín hiệu ủng hộ mới cho việc trưng dụng hơn 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối của Nga, vốn bị các quốc gia phương Tây phong tỏa sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng, động thái như vậy sẽ làm suy yếu uy tín của nước này với tư cách là một trung tâm tài chính lớn. Thảo luận giữa các quan chức, chủ ngân hàng và luật sư được cho đã diễn ra trong những tuần gần đây. Có thông tin cho rằng Washington đã hối thúc một số đồng minh đưa ra chiến lược trước ngày 24 tháng 2 năm 2024, thời điểm ghi dấu hai năm ngày Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine. Theo New York Times, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về vấn đề này. Khi nhận được câu hỏi liệu Nhà Trắng có tính đến động thái này hay không, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC John Kirby cho biết còn quá sớm để trả lời. Nga đã nhiều lần phản đối việc phong tỏa các quỹ của nước này ở nước ngoài. Nga đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động tịch thu nào cũng sẽ là bất hợp pháp và vi phạm tất cả các quy tắc có thể có. Trước đó, theo nhận định của tờ Foreign Policy Mỹ, việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine có vẻ hấp dẫn nhưng có ảnh hưởng rất lớn. Đóng băng thu giữ các khoản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga đi kèm với những tác động về kinh tế, tài chính và địa chính trị cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Thứ nhất, vấn đề tịch thu các khoản dự trữ của ngân hàng trung ương nga không phải là một biện pháp trừng phạt theo định nghĩa của phương tây các biện pháp trừng phạt là những chính sách tạm thời gây ra tổn thất kinh tế nhằm thay đổi hành vi của mục tiêu các biện pháp trừng phạt nhằm vào moscow nhằm mục đích làm giảm nguồn thu để duy trì cuộc xung đột của nga chẳng hạn bằng cách hạn chế nguồn thu của nước này từ xuất khẩu năng lượng như vậy việc phong tỏa tài sản của nga không phù hợp với định nghĩa về trừng phạt Thứ hai, việc tịch thu tài sản của Moscow sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn về mặt tài chính đối với Điện Kremlin. Tài sản nắm giữ của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị đóng băng và chừng nào xung đột còn tiếp diễn thì Điện Kremlin sẽ không có cơ hội tiếp cận được chúng. Thứ ba, việc chuyển nguồn dự trữ của Nga sẽ cần có sự hợp tác từ Euroclear, một loại tiền điện tử được mã hóa của Nga, chủ yếu được tạo thành từ trái phiếu chính phủ châu Âu, được nắm giữ dưới dạng điện tử. 3 phần tư số tài sản này được nắm giữ bởi Euroclear, một công ty của Bỉ. Việc chiếm giữ nguồn dự trữ của Nga cũng có nguy cơ làm gia tăng sự phẫn nộ đối với phương Tây, cách tiếp cận này sẽ dẫn đến sự bất bình ngày càng tăng đối với các nước phương Tây. Cuộc tranh luận về dự trữ của Nga được cả thế giới theo dõi chặt chẽ và có thể thúc đẩy xu hướng trên, khiến các nhà hoạch định chính sách ở nhiều nền kinh tế mới nổi bày tỏ sự dè dặt nghiêm túc liên quan đến việc thu giữ những tài sản này. Việc đóng băng tài sản của Nga còn có thể dẫn đến nhận thức về tiêu chuẩn kép. Những tranh chấp gay gắt nổi lên về tính hợp pháp của việc thu giữ tài sản dự trữ của Nga cho thấy, động thái như vậy không hề đơn giản theo luật pháp quốc tế. Dù kết quả thế nào, những cuộc tranh cãi này đã thúc đẩy nhận thức ngày càng tăng rằng các quốc gia phương Tây sẵn sàng thay đổi trật tự dựa trên luật lệ nếu nó phù hợp với mong muốn của họ, chẳng hạn bằng cách tạo ra luật mới để cho phép chiếm giữ tài sản dự trữ của Nga. Việc tịch thu tài sản dự trữ của Moscow cũng có thể tạo tiền lệ mà Bắc Kinh hoặc các nước khác có thể sử dụng. Nếu phương Tây đã tạo tiền lệ bằng cách tịch thu tài sản của Nga, thì rõ ràng các quốc gia khác như Trung Quốc hoặc Ấn Độ cũng có thể có quyền tịch thu tài sản của phương Tây nếu họ muốn. Thứ trưởng Ngoại giao Ryadkov cảnh báo Nga sẽ các quan hệ với Mỹ nếu Washington tịch thu tài sản của Moscow đang bị đóng băng vì lệnh trừng phạt. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryadkov trả lời Interfax hôm 22 tháng 12 rằng Mỹ không nên hành động với ảo tưởng rằng Nga đang bám chặt cả hai tay vào quan hệ ngoại giao với họ. Ông cảnh báo Nga có thể cắt quan hệ với Mỹ nếu Washington tịch thu tài sản của Moscow đang bị đóng băng vì lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột ở Ukraine. Ông Ryadkov bình luận trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ và Liên minh châu Âu EU đang cân nhắc tịch thu các tài sản của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trả lời báo giới ngày 21 tháng 12, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói còn quá sớm để bàn về việc tịch thu tài sản của Nga. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Solinov ngày 21 tháng 12 cảnh báo sẽ đáp trả EU nếu khối này thực hiện kế hoạch chuyển lợi nhuận phát sinh từ tài sản bị đóng băng của Nga chủ Ukraine. Trước đó vào tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ với các phóng viên rằng Moscow coi việc phong tỏa tịch thu hoặc sử dụng tài sản dự trữ nhà nước Nga cũng như tài sản của công dân nước này là bất hợp pháp. Kênh RT của Nga dẫn lời ông Petkov cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào sử dụng số tiền mà Mỹ và các đồng minh châu Âu đóng băng cuối cùng sẽ dẫn đến hành động pháp lý. Ông nhấn mạnh tuyên bố rằng họ đã tìm được cơ sở hợp pháp để tiếp tục hành vi bất hợp pháp này là vô nghĩa. Washington đã nghiên cứu cách sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để trang trải chi phí tái thiết Ukraine sau xung đột. Bộ Tư pháp Mỹ còn lập một đơn vị chuyên trách có tên Kleptocrapture để giúp thực thi các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức chính phủ và doanh nghiệp Nga Moscow đã nhiều lần chỉ trích những nỗ lực của phương Tây nhằm tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả tương tự nếu cần thiết. Theo tài liệu, một năm sau khi bắt đầu kế hoạch quân sự của Liên bang Nga ở Ukraine, nhóm REPO với sự phối hợp đa phương đã gây áp lực chưa từng có đối với những người Nga bị trừng phạt. Các thành viên nhóm REPO đã phong tỏa hoặc đóng băng thành công hơn 58 tỷ đô la tài sản của những người Nga bị trừng phạt. Theo dõi tài sản của Nga bị trừng phạt trên khắp thế giới và hạn chế đáng kể quyền truy cập của những người Nga bị trừng phạt vào hệ thống tài chính quốc tế, đặc biệt là việc thu giữ hoặc đóng băng bất động sản xa xỉ, du thuyền, máy bay và các tài sản khác của người Nga. Đại diện của nhóm nêu rõ ràng, trong một năm họ đã thực hiện tịch thu tài sản lần đầu tiên của những người Nga bị áp đặt lệnh trừng phạt. Điều này cho phép chuyển 5,4 triệu đô la Mỹ viện trợ nước ngoài cho Raina. Trước đó, Bộ Tài chính Bỉ thông báo Brussels đã phong tỏa tài sản của Liên bang Nga với số tiền 58 tỷ đô la Mỹ. Nhiều Bộ Kiểm soát Thông tin Nga đã giải thích, một số chủ sở hữu bị ảnh hưởng sẽ có thể kiện đòi lại tiền của họ trong tương lai. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, theo trang tin The Kyiv Independent ngày 23 tháng 12, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa công bố các mục tiêu chính sách đối ngoại trong năm tới trong bài phát biểu trước các nhà ngoại giao của nước này. Theo trang tin The Kyiv Independent ngày 23 tháng 12. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa công bố các mục tiêu chính sách đối ngoại trong năm tới trong bài phát biểu trước các nhà ngoại giao của nước này. Ông Zelensky đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các chương trình hỗ trợ dài hạn cho Ukraine. Đây sẽ là chìa khóa cho sự ổn định của đất nước chúng ta trong chiến tranh. Một mục tiêu quan trọng khác là tăng cường sản xuất vũ khí trong nước và vận chuyển vũ khí từ nước ngoài. Nhà lãnh đạo cho biết các biện pháp cấm vận đối với Nga cần được tăng cường liên tục trong khi Ukraine nên hợp tác với các đối tác quốc tế để tiếp tục tìm kiếm, phong tỏa và tịch thu tài sản của Nga. Một mục tiêu khác là hội nhập sâu hơn với EU trong mọi lĩnh vực, bao gồm phát triển bộ khung đàm phán sau quyết định của Hội đồng châu Âu về việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine vào ngày 14 tháng 12. Bên cạnh đó, vấn đề đảm bảo kinh tế đang khiến nước này chăn trở. Ukraine rất kỳ vọng sẽ được bù đắp mức thâm hụt ngân sách 43 tỷ đô la Mỹ của năm tới, chủ yếu bằng viện trợ tài chính nước ngoài nền kinh tế Ukraine chỉ có thể trụ thêm vài tháng tới cho đến khi nhận được viện trợ nước ngoài. Năm 2024 chắc chắn sẽ khó khăn hơn năm 2023 và Ukraine sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào các nguồn lực của chính mình. Bà Olena Bailen, chuyên gia kinh tế trưởng của công ty Dragon Capital, nhận định Ukraine có thể thiếu nhiều tỷ đô la Mỹ để đáp ứng nhu cầu tài chính trong năm 2024. Trong khi đó, chỉ cần thiếu 10 tỷ đô la Mỹ thôi cũng đã có thể gây ra nhiều vấn đề cho sự ổn định kinh tế vĩ mô và chương trình vay của nước này với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Theo bà Biden, để lấp đầy phần thâm hụt ngân sách, Ukraine có thể phải tăng thuế, biện pháp sẽ gây phản tác dụng cho nền kinh tế, hay thậm chí là in tiền cho ngân sách, động thái cũng đi kèm nhiều rủi ro. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Andriy Pichny đã nói rõ rằng in tiền là một biện pháp cực đoan và ngân hàng này không có ý định dùng đến biện pháp này. Kinh tế Ukraine đang trên đà hướng đến mức tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay, trong khi giảm gần 1 phần 3 trong năm ngoái. Lạm phát đã giảm xuống mức 1 chữ số, dự trữ ngoại hối đang ở gần các mức cao lịch sử và viện trợ nước ngoài đến thường xuyên trong năm nay. Tuy nhiên, dù có những dấu hiệu phục hồi trong năm nay, nhưng nền kinh tế lấy động lực từ hàng hóa này vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với trước khi xảy ra căng thẳng quân sự với Nga và còn nhiều rủi ro bổ vây. Giới chuyên gia cho rằng Ukraine chắc chắn sẽ vẫn phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, bất chấp những lo ngại rằng hỗ trợ tài chính từ phương Tây có thể sẽ yếu dần. ICU dự đoán thâm hụt ngân sách của Ukraine trước khi nhận được viện trợ và vốn vay sẽ vượt 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ít nhất là đến năm 2027 và giảm xuống dưới 5% GDP sau năm 2030. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.